quay để anh quay video TikTok đăng lên các em ơi. Nên nhà mình sẽ quay đỡ giúp. Thôi quay anh không hay bằng cái này. Đúng chưa? Đúng. Giữ im nhá. Giữ im nhá, để anh nghe quay cho bạn TikTok nhá. Đấy, giữ im nhá, cấm được cười đấy. Anh không được cười. Anh nhảy kiểu gì đấy? Nhảy nói nhờ. Như con lòng quăng ấy. Bắt chen này không có ai xem đâu, anh buồn cười. Đấy, em thấy anh bố đẹp không? Đẹp cái gì mà đẹp, nhìn như thằng giỏ hơi. Đấy. Nên chúng nó cười rồi. Đấy, anh cho em xem này. Không, này, nhảy đây mới đẹp, hiệu ứng nó mới đẹp, em hiểu không? Đấy.